nha. Dạ con được ơn gì của Chúa? Dạ con con run quả, run quả. Con tên là gì? Con tên là Hàn Thị Hoa, 60 tuổi, ở Quảng Trị. 60 tuổi ở Quảng Trị. Rồi, Quảng Trị, con đã được ơn gì của Chúa? Dạ, con được ơn chữa bệnh tim cho chồng con với thải hóa cuộc sống. Chồng con là bán tim ba lá với hợp đồng mạch chủ 34. Bác sĩ có chịu rồi. Hẹp thì con đi đúng được. Cho con, chứ mà hợp đôi là chịu. Không nó không mổ được. Mổ được 50 với 50 thôi. Cho con không có hiệu quả. Là con thải hóa cuộc sống là 30 năm. Mà năm nay ông là 65 tuổi. Thì khi ông 35 tuổi ông là bị hai đốt. Mà đến khi 65 tuổi là ông là bị ba đốt là 5 đốt. Mà thêm vối với nhau. Dạ, bà sáu có một người ở ngoài con á, họ có đào. Bà họ, người vô trong đi điện ra. Bà khi đoàn là gửi máy ra. Bà cho con mượn cái máy. Bà con phải nói đi, chị ơi, chị nhắn tin cho cha đi. Để mà cứu em, khi đoàn ở trong con mệt có chất rồi. Vì hợ là có chất, vì mệt quá vừa hợ có chất. Bà để khi đoàn ở bà con nói đi, cũng nhớ có cái chị nữa luôn. Là chứ chị đi, chị coi đến. Chị ngồi đó đó. Và chị con đi. Con nhận được tín nhắn của cha. Xong rồi năm hôm á, là cầu nguyện xong là năm hôm á, là có hai người có trong cái năm chỗ á cha. Là chỗ hai người có ẹp chỗ trong có uống cái nước chứ. Uống sống rồi cái á, là bắt đầu mắt trong con bông được trẻ. Mà léo lên cái núi đừng đi. Mà trong con mệt. Đừng đau lưng nữa. Bà sau 15 ngày là con nói đi. Thôi ông ơi ông đi tại khám đi. Để cháu tôi đi với ông cha làm chứng. Bà đi tại khám với bệnh viện. Bác sĩ họ nói đi. Không, bệnh tim của anh cũng có mà thải hóa thường không. Thôi chị sao chị đạo gì? Dạ con người lương. Con thưa ông bà. Dạ. Mà chứ con có nói với mấy người nữa. Có hai người. Có đứa nữa là con sáu người. Dạ hai người có đào với ba người cũng có đào họ đi với con họ chính con đi ra chợ đi đó tôi đi với bây giờ họ đừng nói ngồi đó cha được họ chưa mình có một người đẻ một đứa con rồi là mấy chục năm ba mấy năm thôi chứ con ngồi đó dạ chưa vâng thưa chị em Chúa đang thể hiện lòng thương xót của Chúa trên những bà quá ngày hôm nay. Bà quá là không còn gì để mà bám víu. Bà quá là những người đau ốm bệnh tật, là những người mà ở vùng quê, là những người có hoàn cảnh khó khăn. Một người ngoại đạo, một người bên lương, chồng bị bệnh nặng như thế mà chị ấy đã được Chúa kêu gọi đến đây cầu nguyện và Chúa đã chữa lành cho chồng của chị. Tôi gửi tặng cho chồng của chị cái máy 300 bài giảng nha. Rồi tặng cho chị cái máy 300 bài giảng và đây là kết quả nhờ mẹ đến với Chúa. Rồi Chúa chữa lành cho chị. Rồi con được.